có lẽ hôm nay mình sẽ tìm hiểu về cái chỗ tín hiệu analog, hiểu cho sâu với lại cách xử lý nó, rồi sau đấy là mình sẽ ứng dụng nha. Mình làm đến cái bo mega, anh có bo mega hay bo gì đó? Bỏ mega. Omega, ok, mega được, không có đề gì cả. Thì có thể là anh dùng nó trên POC rồi nhưng mà chưa hiểu rõ bản chất á, thì mình sẽ tìm hiểu qua để hiểu rõ cái bản chất của tín hiệu analog. Đây, mở một cái tab khác xem nào. Đây, về lý thuyết thì anh cũng chắc là nắm được cái kiểu ấn rồi đúng không? Tín hiệu sóng á. Rồi rồi, cơ bản. Đó, thì cái máy oscilloscope vừa trước anh mới mua về là để hiển thị được những cái sóng này này. Đó, thì tín hiệu analog là tín hiệu nó liên tục. Nó có nghĩa là nó chuyển trạng thái nó liên tục nhau, chứ nó không giống như tín hiệu digital là chỉ có 0, 1, 0, 1. Đúng không? Bên dưới này là digital signal này là nó chỉ có hai mức là 0 và 1 thôi. Qua một. Đó, thì máy, đối với máy thì PLC hoặc là vi xử lý hay tất cả các bộ controller khác nó đều chỉ hiểu 0 và 1 thôi. Đó, vậy thì tín hiệu analog này đưa vào thì nó sẽ không hiểu được. Do đó cho nên là nó sẽ phải convert cái tín hiệu analog này qua cái tín hiệu digital. Để chuyện cái này coi. Này. Điều hai. Vẫn thấy rõ vậy anh? Thấy rõ Rồi, ok. Tiếp tục nha, thì cái bài toán đặt ra của cái bộ gọi là ADC ấy, là làm sao để mà đưa cái tín hiệu liên tục này về cái tín hiệu 01 đúng không? Đó, thì anh mới sinh ra cái thằng op amp này. Anh đã nghe có op amp chưa? chưa. Chưa nghe có op amp không? Đấy, thì cái thằng op amp này á, là cái thằng mà nó sẽ giúp ta chuyển cái mức tín hiệu sang 0,1. Thì giờ mình sẽ đi vào một cái bài toán cụ thể luôn. Bài toán cụ thể em mở cái pin ra để trình bày nha. Đấy, thì chỗ này qua đây. Đầu tiên là anh để ý cái con op amp ấy nha, thì nó có nhiều chế độ hoạt động lắm, nhưng mà trong cái xử lý mà analog thì ta chỉ quan tâm đến hai cái chế độ hoạt động so sánh của nó thôi. Có nghĩa là bây giờ anh thấy ở đây là có cái chân cộng này, chân cộng này này, anh có thấy chân cộng ở trên con op amp không? Đó, có chân cộng và chân trừ. Thì bây giờ nếu mà ta có cái phương trình là cái V cộng mà nó lớn hơn cái V trừ,
tức là nói khác là điện điện áp ở trên cái chân V cộng á, nó lớn hơn điện áp ở chân V trừ. Thì là cái đầu ra của nó, cái đầu áo á, thì nó sẽ là bằng cái VCC. VAO này nó sẽ bằng bằng 1 đúng không? Ta nói thế là đơn giản nhá. Đó. VAO nó sẽ bằng 1. Thế còn ngược lại á, ngược lại mà ta có cái V trừ. Cái V trừ của ta mà nó lại lớn hơn cái V cộng. Cộng. Ờ. Đó. Con lợn con hay 324. Sao? Cái con lợn 324. Đúng rồi, nó có nhiều op em có nhiều con mà. Thì cái V out của nó thì nó sẽ là bằng 0. Con này dùng thôi. Op em là dùng rất là nhiều để so sánh thôi, nói so sánh hai trạng thái thôi. So sánh như nhiêu đây. Đó. Thì bây giờ anh thấy là nếu như mà nó chỉ có một con op em thì nó chỉ có biết được có một mức thôi. Bây giờ mình sẽ đưa một bài toán cụ thể, em ra một cái bài toán cụ thể luôn, đó là đọc cái điện áp của xe đạp điện nhá. Xe đạp điện này, bây giờ mình vẽ lại cái sơ đồ này, bây giờ cái công thức này là công thức của con op em này, mình chỉ cần nhớ thế thôi, không cần phải hiểu nhiều gì cả. Rồi bây giờ mình đưa ra cái bài toán, đó là mình sẽ đọc cái điện áp của xe đạp điện. Bây giờ cái xe đạp điện của chúng ta là có một cái bình ắc quy đúng không? Đó, mình thể hiện cái bình ắc quy ở đây đi. Cái bình ắc quy này thì nó có, hoặc là mình có thể vẽ theo kiểu ký hiệu này đi. Đọc bằng cái kính nắm. Đọc bằng một cái gram thể luôn. Cái bình ắc quy thì nó có điện áp là 12V đúng không ạ? 12V đến là 14,8V gì đấy. Thì làm sao mà đọc được cái điện áp này cho cái bộ xử lý chúng ta hiểu được đúng không? Thì người ta sẽ đưa cái phương pháp này, người ta sẽ sử dụng cái op em để so sánh. Ở đây thì ta sẽ thể hiện cái op em như sau. Thứ nhất là ta sẽ dùng một con op em ở đây này. Bây giờ ta chỉ nó có 5 chân nhưng ta chỉ thể hiện có 3 chân thôi, đó là 2 chân so sánh và 1 chân output. Đây còn nữa. Anh làm POC thì chắc anh biết độ phân giải đúng không? Đấy, độ phân giải càng cao á, thì cái tỷ lệ chia càng mịn, hay nói khác là độ phân giải càng cao thì càng nhiều con op em ở bên trong á. Đó, thì bây giờ mình ví dụ là mình sẽ dùng 3 con op em thôi để đánh 4 con đi, để ta làm cái ngưỡng là từ 0 đến 100% pin thôi, chứ không báo chính xác là bao nhiêu volt đóng cả đúng không? Ví dụ như là bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ phải phân cực cho nó. Tức là phải có con điện trở ở đây. Tức là mỗi con như này nó sẽ được sử dụng, sẽ dùng một con điện trở để phân áp cho nó. Đây là GND. Thì mình ký ức chân cộng ở trên đi. Tất cả là chân cộng ở trên. Bây giờ mình cho chân cộng đấu vào các con dưới này phải có thêm con điện trở nữa này. Để rồi hiểu. Anh biết mục đích của này để làm gì không? Để tạo ra nhiều. Để chia cái áp nó ra cho bằng nhau luôn á. Sử dụng trở bằng nhau. Đúng rồi.
Đó, thì đấy chính là cái mạch phần áp thôi. Đó.